thấy đây là biển ở Canon nhé. Khu vực đẹp nhất hay không thì mình không biết, nhưng mà ồ, cái mùi nó hơi là tanh, rất là mùi rong biển. Hello, xin chào mọi người, mình là Lê Quang Vlog và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn con đường cà phê nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, đó chính là Anh Mo Coffee Curry. Và nó trông như thế nào thì xin mời các bạn xem tiếp video của mình nhé. Khi đi du lịch đến tỉnh Gangwon thì chắc chắn các bạn không thể nào bỏ qua con phố cà phê nổi tiếng Anh Mo được, vì đó là cái tên số một mỗi khi người Hàn đi du lịch đến thành phố biển xinh đẹp Gangneung. Con đường này thuộc thành phố Gangneung, theo đường bờ biển Anh Mo khoảng 500 m. Nơi đây nổi tiếng với cà phê ngon nhất Hàn Quốc, bởi vậy đừng bỏ lỡ việc thưởng thức chúng. Đến đây bạn có thể dừng chân tại bất kỳ quán cà phê nào, chúng đều mang đến cho bạn hương vị đặc trưng chỉ có ở tại Anh Mo. Từ con đường, bãi biển cho đến những chiếc máy pha cà phê, tất cả đều mang đến cho du khách cảm giác hoài niệm đặc biệt. Đến con đường cà phê Anh Mo, chắc hẳn không ít du khách bị hấp dẫn bởi bãi biển trong xanh. Nơi đây là điểm du lịch nổi tiếng dành cho du khách và dân địa phương đến nghỉ ngơi. Có rất nhiều máy bán cà phê tự động trên bãi biển. Du khách có thể vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, vừa trò chuyện với bạn bè bên cạnh con sóng vỗ rì rào, lãng mạn vô cùng. Chính vì phục vụ nhu cầu du khách mà dần dần hàng loạt quán cà phê được dựng lên. Người pha chế đầu tiên được biết đến như một bậc thầy nghệ thuật cà phê sống, đó chính là Park Ji Joo. Ông mở một quán cà phê trên bãi biển, sau đó thu hút ngày càng nhiều sự chú ý của tín đồ yêu thích thức uống này. Theo thời gian, khẳng nâng tự hóa mình trở thành thành phố cà phê và có riêng cho mình một con đường cà phê để quyến rũ. Một điều đặc biệt tạo nên sự nổi tiếng của cà phê nơi đây có lẽ là dòng suối tinh khiết chảy từ mỏm đá trên dãy núi Khang Nương. Nó mang lại hương vị đặc biệt chỉ có tại Anh Mo. Bây giờ mình đang ở con phố Anh Mo Curry. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn top những cái quán cà phê mà được người Hàn yêu thích nhất ở khu Anh Mo Curry này. Và mỗi lần các bạn đến chỗ này thì các bạn không cần phải lăn tăn là ở quán nào ngon, tại vì ở đây có tới khoảng 30 quán khác nhau, mà quán nào ngon đó là một cái sự lựa chọn mà rất là khó. Mình sẽ review lại bằng cách là tổng hợp tất cả những thông tin ở trên các trang báo Hàn Quốc, mà mình sẽ tổng hợp lại trong một video dành cho các bạn nhé. Đây là quán Busanova. Caramel macchiato ice 한잔 주세요. À, sau khi chu môn xong thì mình sẽ được nhận một cái như thế này. Bây giờ đã ra rồi. Cảm ơn đó. Dạ, khá là tươi đó. Wow, khá là ngon. Thật ra thì để mà phân biệt được phê ngon hay dở thì phải uống Americano và Espresso, đúng không? View phía sau như thế nào? Cái quán cà phê mà ở đây thì quán nào cũng có view hướng ra biển cả, vì đây là cái đặc điểm quan trọng nhất ở đây. Xong cốc cà phê, mình sẽ review một quán cà phê khác. Trời rất là nóng, nhưng mà ở khu vực này thì phải nói nó tuyệt vời như thế nào. Các bạn đã từng đi Nha Trang, đi Vũng Tàu thì cảm giác nóng y như vậy. Ok, đây đúng rồi, là quán Phi Cooper. Vậy là ở đây cái quán này có hai chi nhánh. Nhoseo Apocato Hana Chuseo. Nè. Cam của mình đã hết pin. Coffee Cooper. Đây là Apocato, một cái món cà phê kem tẩy rưới coffee lên. Đây là cái món ở hàng này rất là được ưa chuộng. Cô này Apocato. Nó là kem vani.
Thật sự kem ở đây rất là ngon luôn á. Bây giờ mình sẽ đến quán Kikos. Kikos. Ôi, phát âm rất là khó nha. Ở đây có rất là nhiều bánh ngon. Cảm ơn. Nếu bạn cần một không gian yên tĩnh nhẹ nhàng để trò chuyện cùng bạn bè hay có những phút giây thư giãn bên gia đình thì quán cà phê Kikos sẽ là sự lựa chọn thú vị. Mang bóng dáng của một quán cà phê châu Âu, Kikos là sự pha trộn giữa cổ điển và nét đương đại sẽ khiến cho bạn cảm thấy hài lòng khi đặt chân đến đây. Là một quán cà phê đẹp ở Cảng Nương, menu đồ uống ở Kikos không quá đa dạng nhưng bù lại ở đây nổi tiếng có những món ăn điểm tâm rất ngon. Từ bánh mặn cho đến bánh kem đều có hết, làm mình cứ nghĩ đây là một tiệm bánh chứ không phải là một quán cà phê. Giá nước ở đây so với những quán khác thì hơi cao nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Người hàng truyền tai nhau rằng ở đây đặc biệt rất nổi tiếng món Pad Thai Pizza. Vì thế nếu các bạn muốn tìm một nơi dùng điểm tâm sáng với những món bánh chất lượng hảo hạng thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Con đường cà phê ảnh mốt mang đến cho người lữ hành cảm giác rất là lạ, một chút hiện đại, sôi nổi, hòa chung trong miền ký ức phiêu du đầy lãng mạn thơ mộng. Những tách cà phê truyền thống pha trộn với vị mặn của biển như thổi vào hồn người chút hoài niệm về một thời quá khứ đã xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy góp ý để mình có thể làm những vlog tốt hơn. Các bạn hãy nhấn like và nút subscribe bên dưới để có thể theo dõi những video của mình nhé.